Hello, xin chào anh em. Đây là con X-Men mà nhiều anh em mong đợi mình review đây. Thì hôm nay rảnh rỗi được ra cùng em Lâm ra đây review xe. Thì con xe mình là đi cấu hình IC150S, bánh 30W V4. Nó có cái hốc gió nhìn cũng rất là đẹp luôn. Xe hơi dơ, mới lắp xong đi đường nó bụi quá. Đây, toàn bụi là bụi. Lốp thì do là hôm đấy vội vàng nên lắp ngược rồi, nên không sao, cứ tốt hết rồi, mình thay lốp mới cho. Rồi cái gấp thì đi gấp nhôm, nắp như zin nhá. Chỗ này thì nắp như zin nè, không cần phải cắt chế. Buộc thì phục zin nó ngắn nhưng mình phải đệm nó lên. Heo sau thì heo 4 vít, heo 4 vít, pha luôn. Xong rồi đĩa thì đĩa mới 220 Nancy Y, đĩa thường. Vành trước thì đi combo vành phanh ngược, combo vành phanh ngược, đĩa 320, xong rồi heo 2 piston. Rồi phuộc thì đi phuộc upside down. Nhìn nó nhúng lên này, nó nhúng tận đít tận đây nhá. Phuộc mình làm lại đi nhất là êm luôn. Xong rồi trong xe là đi cấu hình pin 72V, nhầm, 76V 30A, 76V 30A xả 10C nhá. Mảnh 300A. Rồi mình sẽ mở dàn cốt cho anh em xem. IC150S rất đơn giản luôn. Cốp thì vẫn là cốp cũ lần ngày xưa từ nguyên xe ra nhá. Dàn nhựa thì mới thay dàn nhựa mới thôi, mới thay bộ dàn nhựa mới với cả bộ tem mới, dán luôn bộ tem mới. Còn tay sách các thứ vẫn để zin. Ghi đông thì đi được cùng ghi đông Gizoma, ghi đông Gizoma. Xong rồi tay phanh như tay phanh zin ấy, hai hãng khác nhau, hai tiếng khác nhau. Cái này RPM và cái này là MOP gì đấy ấy. Mặt lạ trước thì mình đang đặt rồi, tại hôm qua mình nắp cái chắn bùn ấy, nắp cái chắn bùn đi chơi thì khi chắn bùn hơi cao khi đập xuống thì giảm sốc nó mềm nữa, thành ra nó bị vỡ, và nó bị vỡ. Còn lại thì nhất là ok. Xe này đi thì bốc đầu hai người một đời, không cần phải giật chay hết nhá, thì nhất là nhẹ nhàng luôn, ủ phát lên luôn. Đừng lo lắng em ơi, chuyện ngày mai đã có anh rồi. Em chỉ cần luôn nhớ và hướng trái tim về anh. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em, để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười, và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy quàng lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Như anh em với anh nhìn thấy thì mình với em Lâm ngồi đằng sau quay clip hộ mình ấy, mình ngồi đằng trước. Đi con này không cần phải giật che nhá. Đây em Lâm nó đang ngồi kia kìa. Hai thằng ngồi lên thì VinFast là bốc luôn. Vui phết. Later. Vì do là hôm qua mình đi test xe ấy, đi test mình cứ tưởng là nó không va vào chắn bùn đâu. Ai ngờ là lắp chắn bùn này lên nó va vào dưới gầm này. Va vào gầm xong rồi va vào mặt nạ, thành ra nó bị vỡ mặt nạ ở đây. Với mất cái mặt nạ trước của mình mới đặt cái mặt nạ khác rồi. Cái chấm bùn này là chấm bùn của Z6, nó hợp với xe vành 14. Mình lắp sơ qua cho anh em xem. Đây nó lắp lên thì nó sẽ cao như này, nó sẽ cao lên như này nên nó mới bị va. Tại phục của mình cũng làm lại rồi đấy. Nó nhúng vào xuống kịch đến đây cơ mà, nhúng xuống đến đây nó mới hết cớ. Đi nhá là êm luôn. Còn cái chi tiết linh tinh như kiểu là mặt nạ sau ấy, thấy comment nhờ anh em comment tại sao anh không lắp mặt nạ sau như này ấy, thì do là mình cắt nhựa, mình chưa biết khoét nhựa mặt nạ sau với cả mặt nạ trước nó khoét như nào cho nó hợp nhá. Đây mình cắt ra rồi, mình khoét lấy cái mặt nạ ra thử rồi mà không thành công. Đây mình tháo ra luôn cho mình rồi đỡ trông kinh, mình rồi đỡ trông kinh. Còn tay ga thì mình chưa lên tay ga, kiểu tay ga kéo dây hoặc là mua bộ tay ga mới như này này thì mình chưa có thời gian đi mua.
anh em nào mua xe thì mình có thể thay thế luôn, tiện thay thế cho anh em lên tay ga cùng Domino này này. Cùng tôi mua tay ga kéo dây, đi cũng rất là ok luôn. Sờ cũng rất là êm ái. Còn xe này là chưa có cái để dàn để chân sau ấy, vì do lần trước bị đổ xe nên nó bị gãy một bên rồi nên mình tháo ra. Mai rảnh thì mình sẽ đi mua một cái chống đổ, đôi chống đổ về mình lắp lên. Hai bên đều không có hết. Còn cái phanh sau ấy, nếu mà anh em nào mà chọn giá tiền mà mua xe đồ chơi full mới thì mình sẽ thay thế cho anh em hết, như kiểu là phanh sau này heo 4 tít thì mình sẽ thay về cùng màu xe hoặc là màu nào cũng được, anh em tùy anh em chọn. Bắt heo đĩa hôm nay hôm qua mình mới lên xong, đĩa lúc lắp xe thì mình mới lên cho nó đĩa mới. Còn phục sau thì dùng lại phục zin. Còn anh em có yêu cầu lên phục olin hay là phục hơi gì đó thì có thể thêm tiền nhá. Và tay phanh các thứ ấy, tay phanh nó hơi chảy xước ở đây này, nó hơi chảy xước va vào tường, va chạm vào tường đổ xe các thứ ấy, để lâu nó va vào tường. Nên là tay phanh các thứ thì mình có thể thay, anh em chọn đồ chơi full mới thì mình có thể lên cấp cho anh em là tay phanh bình dầu rời. Tay phanh bình dầu rời như kiểu Fernando. Đây là tay phanh bình dầu rời Brembo, đây là tay phanh Brembo, phần mình có thể lên cấp như kiểu xe của em Lâm ấy. Đấy, mình sẽ lên cấp, hỗ trợ anh em lên cấp cái đấy. Xe thì nhìn cũng rất đơn giản luôn, không có gì đặt lạ gì hết. Anh em mua xe có thể liên hệ nhé.